Câu chuyện tiếu lầm nói trên được báo chí Mỹ đồng loạt đăng tải trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 1. Tù nhân Robert Vick, 42 tuổi, bị giam tại nhà tù Lexington, bang Kentucky, Mỹ, đã vượt ngục thành công ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, sau khi tẩu thoát ra ngoài, tù nhân này đã phải tìm đến một nhà nghỉ trong vùng gọi điện đề nghị cảnh sát bắt về vì không chịu nổi cái rét thấu xương. Khi đó, nhiệt độ ngoài trời đang ở mức âm 20 độ C. Khi trốn trại, Vick mặc quần kaki, áo sơ mi đồng phục nhà tù và khoác áo ngoài. Tuy nhiên, bộ trang phục này không thể giữ ấm cho Vick khi nhiệt độ ngoài trời xuống mức kỷ lục. Tù nhân vượt ngục Robert Vick hiện đã được đưa về nhà tù và tất nhiên tên này cũng đang được tích cực điều trị vì hắn bị hạ thân nhiệt nặng. Trong khi đó, người dân Mỹ có thêm câu chuyện phía mới với nội dung: muốn biết trời Kentucky rét cỡ nào, hãy lên mạng đọc truyện của Robert Vick.